Nha, chào tất cả các bạn. Nay là mình sẽ mua mấy hạt giống mình trồng Tết. 1, 2, 3. Đây là cái salad, cái bè xanh, cái bè ngọt. Này salad xanh. Này rau muống nè, rau muống rạng đông. Này rau muống HV. Mấy cái đây là bông nè. Này hoa này, hoa màu gà của rạng đông. Của trang vạn thọ, vạn thọ pháp của trang năm. Này hoa hướng dương. Nay mình mua trễ quá biết trồng kịp không nè. Đây là vạn thọ cao lỡ F1 màu vàng chanh. Cái này là hoa cúc đại hóa nhiều màu. Này mua chồng chơi chứ không biết kịp hết không á. Mua màu què cũng đẹp. Lần đầu tiên mình có mua bông hoa màu gà nè, với hoa hướng dương, với hoa cúc đại hóa lần đầu tiên mua nè. Trồng chơi thôi mà không biết kịp Tết không. Còn giống hoa rạng thọ, bạn thật cao lỡ của rạng đông nè. Không biết bông trồng nó đẹp hay không. Này là cái này bạn thọ màu vàng, màu như màu cam. Để 100 hạt của trang năm. Hôm nữa quên mua bao hướng dương lùn trồng đẹp không. Lần đầu tiên trồng mấy cái loại của trang năm này. Của rau muống. Rau muống lá lớn. Nè, rau muống lá nhỏ. Seri phá quá. Này có bạn thọ pháp đang mai nè. Hôm rồi mình trồng cái màu cam đẹp hơn. Hôm nay cái mua cái màu vàng này, không biết trồng đẹp không.